cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 21 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Cụ thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong thành tựu chung của đất nước có đóng góp quan trọng của Quốc hội. Hoạt động của Quốc hội thời gian qua có nhiều đổi mới, thực chất và hiệu quả hơn, phát huy vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với chức năng lập pháp, giám sát. Quốc hội đã đồng hành cùng chính phủ ban hành nhiều chính sách có ý nghĩa với sự phát triển của đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong thời điểm khó khăn như Covid-19. Đối ngoại quốc hội được mở rộng với nhiều hoạt động nổi bật, được bầu vào nhiều vị trí quan trọng tại các diễn đàn lớn và uy tín trên thế giới. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng trong tổ chức và hoạt động của quốc hội còn một số hạn chế cần sớm khắc phục trong ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế hạ tầng và nhân lực thì thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn chất lượng xây dựng hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi chưa tạo ra môi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước khơi thông nguồn lực trong dân theo đó tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh thủ tục hành chính còn dườm già, dịch vụ công trực tuyến tuy được cải tiến nhưng chưa thuận tiện, thông suốt. Tổ chức thực thi pháp luật, chính sách vẫn là khâu yếu. Phân cấp, phân quyền chưa triệt đề, chưa rõ trách nhiệm. Còn tình trạng trông lấn giữa lập pháp và hành pháp. Tổng bí thư chủ tịch nước phát biểu, những tồn tại hạn chế kéo dài nhiều năm cần khẩn trương khắc phục, không để cản trở phát triển, gây lãng phí, lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Vì vậy, người đứng đầu Đảng, nhà nước đề nghị đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, trước hết là chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Song song với đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề khung có tính nguyên tắc, không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao chính phủ, địa phương quy định để đảm bảo linh hoạt trong điều hành. Các cơ quan tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của Quốc hội, luật hóa các quy định của nghị định và thông tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Cùng với cải cách triệt để thủ tục hành chính, xây dựng hành lang pháp lý cho những xu hướng mới như cách mạng 4.0, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Quốc hội cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Phương pháp, hình thức giám sát tối cao của Quốc hội phù hợp thực tiễn, tránh trùng với hoạt động của cơ quan nhà nước khác, gây lãng phí, nâng cao hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật. Quy trình quyết định ngân sách cũng cần đổi mới, từng bước thay thế việc ban hành các nghị quyết bằng các đạo luật về tài chính, ngân sách. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải đúng vai, thuộc bài, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quan hệ giữa các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội và chính phủ, bảo đảm chặt chẽ hài hòa trong quy trình quản trị quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Luôn khắc cốt ghi tâm và thực hiện cho bằng được căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với đại biểu Quốc hội phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành câu vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng. Chiều tối ngày 20 tháng 10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chủ trì buổi gặp mặt với lãnh đạo các cơ quan nội chính trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan nội chính có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là thanh bảo kiếm sắc bén, là lá chắn vững chắc, là vaccine đặc hiệu để bảo vệ tổ quốc, giữ gìn trật tự, kỷ cương của xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng, nhà nước và chế độ. Trong thời gian qua, các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Nhấn mạnh về nhiệm vụ trong thời gian tới, tổng bí thư, chủ tịch nước cho rằng các cơ quan nội chính nên thực hiện khẩu hiệu chắc, sắc, đắc đó là luật pháp sắc, nghiệp vụ sắc, đắc nhân tâm và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, dự báo đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời tham mưu cho Đảng, nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan nội chính trung ương tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sắp tới. Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tinh thần là vừa phải tham mưu, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa phải chú trọng tham mưu đẩy mạnh quyết liệt đồng bộ hiệu quả công tác phòng chống lãng phí xử lý mạnh có tính dân đe cao đối với các hành vi lãng phí gắn phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực với phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng lãng phí kịp thời xử lý thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý khi có biểu hiện tham nhũng lãng phí tiêu cực đồng thời phải kiên quyết bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung với động cơ trong sáng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực phải được tiến hành đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự, trong đó hình sự là biện pháp cuối cùng. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực phải được tiến hành thường xuyên đến tận cơ sở, tri bộ với những giải pháp hữu hiệu tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm tự giác, tự nguyện của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày 21 tháng 10 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 8 giờ 00 phút Quốc hội tiến hành họp phiên chủ bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn phát biểu, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, trình lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Tiếp theo, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Vào 9 giờ 00 sáng cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 8 là Quốc hội xem xét quyết định công tác nhân sự cấp cao. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 10, tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải đã thông tin tới báo chí một số nội dung về công tác nhân sự. Bà Nguyễn Thanh Hải cho biết tại phiên họp chủ bị của Quốc hội vào sáng ngày 21 tháng 10, Quốc hội sẽ xem xét các nội dung dự kiến trình kỳ họp và xem xét nội dung qua chương trình kỳ họp. Trong đó, nội dung về công tác nhân sự sẽ được xem xét thông qua trong chương trình chính thức của kỳ họp. Bà Hải nêu rõ, Tại ngày họp đầu tiên của Quốc hội thì Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh chủ tịch nước. Theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Về câu hỏi có bao nhiêu ứng viên cho chức danh chủ tịch nước, nữ phó trưởng ban tổ chức trung ương cho biết: Chúng ta thực hiện theo nguyên tắc đảng cử dân bầu. Tại hội nghị trung ương 10 khóa 13 của ban chấp hành trung ương Đảng vừa qua cũng đã biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự đủ điều kiện và sẽ trình Quốc hội bầu cử chức chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 2026 theo quy định. Bà Hải nói, liên quan tới tất cả các nhân sự thuộc thẩm quyền, chúng tôi sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật. Trong chương trình đã có bố trí thời gian để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 được tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2024. Đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11 năm 2024 trong đó Quốc hội sẽ làm việc 4 ngày thứ Bảy. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 29,5 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quy định các vấn đề kinh tế xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật, Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 3 nghị quyết quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến 13 dự án luật khác. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội xem xét quy định các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Xem xét các báo cáo về công tác tử pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo của đoàn giám sát và xem xét thông qua nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Ngoài ra còn xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, quy định thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Quy định chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Chiều 20 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng cho ông Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966, quê xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, trình độ cử nhân quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12, 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Tân Cương từng đảm nhận nhiều chức vụ trong quân đội. Từ tháng 10 năm 1983 đến tháng 6 năm 1986, ông là học viên trường sĩ quan lục quân 2, đảng viên vào tháng 1 năm 1985. Từ tháng 7 năm 1986 đến tháng 9 năm 1987, Trung úy, tháng 7 năm 1986. Trung đội trưởng, tiểu đoàn 9, sư đoàn 302, mặt trận 479, quân khu 7, chiến đấu tại Campuchia. Từ tháng 10 năm 1987 đến tháng 4 năm 1988. Trung úy, học viên đào tạo giáo viên, trường sĩ quan lục quân 2. Từ tháng 5 năm 1988 đến tháng 3 năm 1989. Chi ủy viên chi bộ đại đội. Trung úy, thượng úy Tháng 6 năm 1988, Phó đại đội trưởng quân sự đại đội 3, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 1989 đến tháng 2 năm 1991, Phó bí thư chi bộ đại đội, thượng úy, đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 3 năm 1991 đến tháng 3 năm 1992, thượng úy

tháng 9 năm 1999, trợ lý phòng quân huấn, bộ tham mưu, quân đoàn 1, học viên, học viện lục quân, từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 7 năm 1999. Từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 3 năm 2001, Đảng ủy viên Trung đoàn 141, Trung tá, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 5 năm 2002, Đảng ủy viên Trung đoàn 141, Trung tá, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 6 năm 2002 đến tháng 11 năm 2003, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 141, Trung tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 11 năm 2004, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 165, Trung tá, Thượng tá, Tháng 8 năm 2004, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 5 năm 2007, Đảng ủy viên phòng Tham mưu, Sư đoàn 312, Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Học viên Học viện Lục quân, từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 7 năm 2006. Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008 Đảng ủy viên sư đoàn 312, thượng tá, phó sư đoàn trưởng về quân sự, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 5 năm 2010, phó bí thư đảng ủy sư đoàn 312, thượng tá, đại tá, tháng 9 năm 2008, sư đoàn trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương Đảng khóa 11. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 1, Đại tá, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1, Học viên Học viện Quốc phòng từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 1 năm 2012. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2013, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 1, Đại tá, Thiếu tướng tháng 12 năm 2012, Tư lệnh Quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 8 năm 2013, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Đảng ủy viên Đảng ủy quân khu 4, Thiếu tướng, Phó tư lệnh quân khu 4, Học viên bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2013. Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy quân khu 4, Thiếu tướng, Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu 4. Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 9 năm 2018, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tháng 2 năm 2016, ủy viên Quân ủy Trung ương, phó bí thư Đảng ủy quân khu 4, thiếu tướng, trung tướng tháng 12 năm 2016, tư lệnh quân khu 4. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tháng 1 năm 2021. Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thượng tướng, tháng 1 năm 2021. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 6 năm 2021 đến nay, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15 từ tháng 6 năm 2021, ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tháng 6 năm 2021, thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng